thân ái mến chào quý bà con gần xa trên mọi miền tổ quốc đã tiếp tục quay trở lại với kênh Bonsai Lại Nguyên nha, kênh giao lưu cây kiển trên toàn quốc à. Mến chào anh Lợi ơi. Mến chào bà con đã quay trở lại với kênh Bonsai Lại Nguyên. Thì hôm nay em cũng làm một clip này thứ là 119 nha bà con, để giao lưu với bà con một số tác phẩm nha. Hôm nay thì có 17 tác phẩm thôi, để giao lưu với bà con cũng nhiều mặt hàng đa dạng nha. Mai chiếu thủy, bonsai và hồng phụng, bông giấy cũng có luôn nha. Và đầu tiên em xin vô giới thiệu là một cây số 1B nha, của clip thứ 119. Đây là một cây ổi nha, ổi tím lá chung. Cây này thì cũng đang cho nụ nha, con lá này rất là xinh trái nha. Đây, hàng này là đây, đang cho nụ luôn. Bông tím trái màu tím luôn nha. Đây, trái nó phải bằng tầm thằng bự hơn cái cái của mình. Đây bà con mà mình chưa có ổi giống tím thì mình về trồng cây ở nhà lạ giờ nó rất đẹp nha. Chiều cao là 36, tán rộng 35 nha, thân thì bằng cái tốt của em thôi. Đây, giá cũng rất là dễ chơi luôn, 200 ngàn thôi nha, 200 ngàn bao ship toàn quốc luôn nha. Đây, mã thứ là 2B, cũng là cây là ổi tím luôn. Đây, cây này cao nha, chiều cao của nó là 69, tán rộng là 38 nha, thân thì bằng cái tay chỏ của em thôi. Đây, thân một cốt luôn, cây thường chậu, mã số 2B. Đây, giá cũng 200 ngàn đồng thôi nha. Đây, giá các thường hữu nghị cho bà con mình dễ chơi luôn, ba chiếc toàn quốc luôn nha. Đến thứ mã thứ 3B, một cây sứ nha bà con, sứ này là sứ đỏ, sứ ánh dương nha. Đây, sứ cây này rất màu hồng nhiều quá, nó đang cho nụ giáp đều hết trơn luôn nha bà con. Chiều cao của nó là 40, tán rộng là 35 nha. Em lựa hàng nụ để bà con về nhà mình chơi nha. Hoành là 51. Đây, hàng này về tới nhà là để bà con mình chơi qua luôn. Mình cứ để nước ở ngoài, mình để bình nắng mình tứ ra gai thôi. Đây, củ rất là to đây. Rồi 250.000 đồng bao ship toàn quốc luôn nha. Đến thứ mã thứ 4B nha bà con. Cây này là màu trắng đây, rất là đẹp luôn. Đây, sứ màu trắng đang cho nụ đây nha. Chiều cao của nó là 47, tán rộng là 32, thân em đo là 48 thôi nha. Đây, cũng có đây, rất là duyên luôn. Rồi giá cũng 250.000 thôi. Đây, dễ chơi, dễ xài luôn. Rồi giá là cây là số 5B, một cây dạng liên tùng để bàn luôn nha. Đây, chiều cao của nó là 29, tán rộng là 32, cây là một cốt luôn, hoành là 6 thôi. Đây, cây này đây, để bàn rất là đẹp nha, giá 300.000. Đây, 300.000 đồng thôi. Đây, mặt hàng đem bán cá rất là rẻ luôn, rất là mềm luôn nha bà con. Đây, đều bao ship toàn quốc hết luôn. Mã 6B nha, là một cây lài. Đây, lài cánh đơn, chiều cao của nó là 70, tán rộng là 67 nha. Đang cho qua và nụ đây rất là thơm. Cái này hoành tổng của nó luôn đi, hoành tổng của nó là 11 đi. Đây, hai thân một cốt nha. Đây, giá 150.000 đồng thôi nha, 150.000 bao ship toàn quốc luôn. Rồi, mã thứ 7B của một cây lài luôn. Đây là cánh đơn luôn, đây bông đây, rất là thơm nha, là cánh quạt. Chiều cao là 65, tán rộng là 60 nha. Thân này em đo là 6 thôi. Đây, rễ lên kính bầu hết trơn rồi, rất là mạnh nha. Giá cũng 150.000 đồng thôi. Đây, giá là rất là mềm luôn. Rồi, mã 8B. Đây, một cây bông giấy nha, ghép nha. Đây, này là ghép 3 màu, trắng, cam và màu tím nha. Đây, chiều cao này của nó là 60, tán rộng là 66 nha. Đây, rất đẹp luôn. Thân này bằng tay cái em hết nha bà con. Này mình về mình chuyển qua nha. Khi ship đi nó sẽ rụng qua và cũng lá chút đỉnh, bà con yên tâm. Về cứ để ngoài nắng tưới nước đều dùm em. Cây sẽ đâm chồi và ra qua lại bình thường, bảo đảm bông quanh năm. Rồi, mã 8B có giá là 200.000 bao ship toàn quốc luôn. Rồi, đến với mã 9B nha. Đây, cây này thì to nha bà con. Đây, cây này ghép 4 màu luôn nha. Đây, tím, đỏ, cam, trắng, một cốt luôn. Chiều cao là 90, tán rộng là 68 nha, thân này khoảng 10. Đây, cây là thừng chậu luôn nha. Đây, rất là đẹp luôn. Đây này ghép gốc sắc pháo nha bà con, giá là chỉ là 400.000 thôi. Đây, 400.000 đồng thì dễ chơi nha. Đây, tiếp theo là mã thứ 10B. 10B là cây hồng phụng luôn. Đây, hồng phụng chở dáng tàn thông nha, cây một cốt dốc đọt luôn nha bà con. Cây thừng chậu luôn này đang cho nụ nha. Về tới nhà bà con mình chơi qua luôn. Chiều cao là 130, tán rộng là 77 nha. Đây, cây một cốt dốc tới ngọn luôn. Đây, thân này của nó là 7 thôi, thân 7 nha.
Đây hàng từng chậu, hồng phụng đặc đẹp luôn. Này bông nó giống như cái lưu phụng luôn nha. Giá là 1.400.000 đồng, bao gồm chậu, bao gồm phí ship toàn quốc luôn. Đây. Đến thứ mã thứ 11 cũng một cây hồng phụng luôn nha. Cái này thì vàng thiên nhiên, người ta để cái vàng tròn thôi. Này bông nó đầy đỏ cây hết luôn. Chiều cao của nó là 100, tán rộng là 95 nha. Đây, con này em cho lưu cũng rất nhiều rồi nha. Đây. Quanh này là 8 thôi nha. Đây, hôm nay còn 100 thôi. Đây, có giá là 600.000 đồng, bao ship toàn quốc luôn. Đây, 600.000 thôi nha, em còn một cặp cho tương đương. Đây, mã 12. Nếu bà con chốt một cặp thì em sẽ thương lượng giảm chút đỉnh cà phê cho bà con. Đây. Chiều cao là cũng 100 luôn nha. Tán rộng là 80. Quành này em đo nha, quành này em đo sát cổ rễ của nó cũng khoảng 8 thôi. Đây về bà con mình chơi bonsai rất đẹp luôn nha, bông nó đây. Đây đặc biệt của nó, mình bonsai mình xài bông thì rất đẹp luôn. Rồi cũng 600.000 đồng luôn nha, bao ship toàn quốc cho mình luôn nha. Đây kế tiếp theo là mã thứ 13B nha. 13B là một cây mai chú thủy nu gò công. Đây thanh thịnh nó nu là từ gốc luôn tới ngọn luôn. Lần này là người ta đã cắt chỉnh sửa vô phơm sẵn cho mình hết rồi. Về là mình nuôi thời gian thôi, năm nay thôi, là cây xám luôn nha. Chiều cao là 33, tán rộng là 43 nha. Đây, cái này củ rất là to nha bà con. Củ đặc này của nó là 28 nha. Đây, 28 nha, củ sát củ nở luôn. Còn cái eo nhỏ chỗ này là 20 đi, 21 là tính 20 đi nha. Còn nguyên củ lớn là 28. Bộ đế khá là đều nha bà con. Đây, củ nở đế đều luôn. Này là dán bài luôn nha, dán lắp luôn. Đây thân nó hiện nu cục để cho mọi người xem kỹ nha. Rồi giá 800.000 bao ship toàn quốc luôn. Đây giá không nghĩ cho bà con mình dễ chơi luôn nha. 14B. Rồi 14B cũng là cây nu gò công luôn. Đây. Này là cũng đã vô dây chỉnh sửa sẵn có phơm đó. Chiều cao là 42. Tán rộng là 50 nha. Nu đây bà con xem kỹ đây. Nu toàn thân đều thân hết trơn rồi nha. Thường thì cũng gọi là nu đột biến nha. Quanh này em đo là 25. Đây của thằng cũ là 25 nha. Đây cái nu đây. Đẹp luôn nha. Rồi giá cũng 800.000 thôi, mã số 14B. Đây rất là dễ chơi nha. Hàng này mình nuôi tương lai. Rồi đến với mã 15 nha, là một cây là sam trắng nha bà con, sam ghim nha. Đây. Bông nó đây, người ta vô dây chỉnh sửa hết rồi. Bông nó là đang lên trắng cây và đang lên nụ luôn, rất là đẹp nha bà con. Cây này là cây ghim nha. Đây về bà con mình chỉ cần chỉnh sửa bẻ dây sơ lại thôi. Cái này tàn khá là rộng nha bà con. Chiều cao này của nó là 52. Đây nguyên cái tán của nó là gì nha bà con. Là 109 luôn nha. Mình đo tàn ngang cái nó đi. Tán ngang này của nó là 58. Đây thằng này rộng nha, một bông trắng rất đẹp nha bà con. Đang cho nụ luôn. Đây mã 15B. Đây thân của nó, thân này của nó thì nó gom lại 3 thân một gốc nha, khoảng chừng 10. Đây rễ rất là mạnh luôn. Về bà con mình hai cái chậu kiểu nữa rất là đẹp nha, mình chơi qua luôn, bảo đảm hàng này về tới nhà mình chơi bông. Đây. Rồi giá cái này cũng chỉ là 500.000 thôi, bao ship toàn quốc cho mình luôn. Đây giá hữu nghị luôn nha. Rồi đến với mã 16 nha. Là một cây tùng thơm. Tùng thơm này là dạng thân gỗ nha bà con, mình trồng ở ngoài nắng nó sẽ mau lớn nha. Khi mà tùng này loại tùng thơm có đặc điểm mà mình vuốt lên như vậy là cái mùi thơm. Đây rất là dễ chịu nha. Chiều cao 39. Tán rộng là 34 nha. Đây. Thân của nó bằng khoảng bằng nó tốt em trở lại thôi. Đây mình vuốt lên gì là có mùi thơm, hoặc mình trưng phòng khách trong nhà máy lạnh thì cũng có mùi hương thơm luôn. Đây nhưng mà mình phải phơi nắng đó nha. Rồi 16, cái này giao lưu với bà con có giá là 150.000 đồng thôi nha, em bao ship toàn quốc luôn. Đây cây số 17 cũng là cây cuối clip luôn. Đây rất là đẹp luôn nha. Một cây bông giấy hai màu với một trắng đây. Cây này lại là cái khuyến mãi đúng không anh? Đây khuyến mãi cho bà con mình cuối clip luôn. Chiều cao 54, tán rộng là 60. Đây cây rất đẹp nha. Đây mã số 17B. Thằng này về nhiều khi mình ship cây nó cũng rụng lá nha bà con. Ship tới nhà mình cũng rụng chút đỉnh nha. Về bà con mình tưới nước xương vừa để ngoài nắng thôi, đập chòi lại lá bình thường. Bà con mình đừng cứ yên tâm chứ không hề có bị sao hết nha. Đây cây thường chậu luôn, mã số 17. Cây này giao lưu với bà con cuối clip không có giá là 120.000 đồng thôi nha. Đây 120.000 thôi, giá khuyến mãi luôn.
bao ship toàn quốc luôn nha. Chứ cái này ship cũng phân nữa thì giá cây rồi. Rồi cuối clip thì em cũng xin tổng chào bà con trên mọi miền Tổ quốc nha. Và em cũng xin chân thành cảm ơn bà con đã ủng hộ kênh. Và em cũng rất mong bà con sẽ ủng hộ cái clip này nha. Và em xin hẹn gặp clip sau. Xin chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt quý bà con và hẹn gặp lại vào những clip sau nha. Em xin chân thành cảm ơn ạ.